hungry. Có lẽ nào là mạnh thú không? The dark should fear me. Có lẽ nào là một cú mạnh thú không? Thôi bán hai con này đi. Hai cây gậy là thấy không thích theo mẹ ánh sáng rồi. Đây là đang phiên bản 10.5 đây à bạn. Phiên bản này đang phiên bản 10.5 đấy. Hay lắm, chết đúng cái con mất nhiều máu nhất. Đã tốn 2 máu. Is upon us. Chưa biết là theo cái gì, một là mãnh thú, hai là đi lửa cũng được. Chơi mày nữa. Kìa.
Ôi, hình lên gì đấy ta? Tao lao, mày đi lên trang web của nó, mày chạy chạy chạy. Biết thú có độ không ta? Thú chạy đeo mắt hơn. Ba cái gậy chỉ xạ thủ cái gì bạn? Ba cái gậy thì bỏ xạ thủ đi mà làm người. Ba cái gậy thì bỏ xạ thủ đi mà làm người. Ok, giết được con bà la, để tốn máu nè. The thunder calls. Rôn để ăn quái. The harvest is upon us. Always bring bro. I cannot turn back. They leave me no choice. None will escape my grasp. Thôi sao được? Ba con hai sao thua được? Bình tĩnh nào. Không biết đi lửa hay là đi cốc mò để xem đồ ấy. À, ra mà đéo ra nước mắt. Đi tính. Trời ơi. Gì vậy trời? The harvest is upon us. None can hide. Though many try. They will no regret. I'm getting hot. Where is my royal banner? This mẹ lừa quá lừa lại à? Rốt cuộc lại lừa qua lừa lại, đéo có nào lên kìa. Bực mình không? They could not break lừa qua lừa lại, xong rốt cuộc đéo có nào lên luôn. Cóc mò cũng đéo có 4 con. Xong rồi Diana cũng lừa luôn. Buồn vậy. Đấy. None will escape my grasp. Ui. Lừa qua lừa lại.
life is ours. To end. Hai con bờ đi. Pain is my gift to you. Ở đây chúng tôi không cần bờ rên, tại vì map này là map lửa có Kiana. Một con tí bắt con Ani á. Con bờ rên có chọi được đâu. Con bờ rên sao chọi được. Con bờ rên bạn nghĩ nó chọi được không? Lấy con Ani vô sướng hơn. Sáng Kiana sướng hơn bờ rên nhiều. Chuỗi 8 thì kệ chuỗi 8 thua thôi. Chứ game khác. Cái này lên được kia đợt 2 rồi này, kia đợt 2 sớm này. Nhét 6 lửa vô chơi trước. Tí bắt vào lên lại sau. Dana lên. Tí chứ cuối. Lên. I need a slaughter. Lại lừa chắc. Lại lừa chắc. Chết mẹ rồi. Quên đưa con này vô giữa. Nếu thắng được rồi, nó cắn tiếp. Nó cắn tiếp. Chó gấu. The cost of your life is one arrow. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Thôi Dana vô lửa đi. Nó hơn. Đây rồi, lên chết thôi. Lên chết cho ba bóng tối vào. Quy được rồi nha. None can hide. Though many try. Thôi không có kỹ thư, không có cần kỹ thư. Hai Solari hoặc là ba Solari cũng được. Ra cung thì cho con này cuồng đao. Ra găng thì cho con này găng bảo thạch. Giáp thì cái Solari mà đúng. Death is in bloom. Nhiều gậy đấy, cùng đao thôi. I need a slaughter. Di chuyển trục tội.
tí vứt cho con Saiyan hoặc là Annie, thôi cho Saiyan đi. Rau sau là đến chết nha. Chó sát thủ. Ê! Mẹ nó băng mình chết kìa. Cay không? Udo too strong for you. Nó băng chết tôi kìa. Vô lý. Lên chết thôi. They could not break me. Đấy, bởi vậy mình mới không bắt Brain đấy bạn. Brain lấy chất 8 mới xài được. Chất thấp chứ có xài đâu. Cứ giáp mà đục. Hai cái giáp nữa càng ngon. Ba Solari là team mình cứng mẹ. Cứng vãi lên luôn. Z à? Kinh vậy? Đã có Z rồi. Sniveling cubs. Ồ, giáp. Một đồng. Cùi nhỉ. Hơi cùi nhỉ. Mang bớt Kiana nuôi kinh rẻ chứ. Mấy Kiana đổ kích hệ thôi. Hai Solari là ok. Lắm thằng chơi overlap quá vậy. Lắm thằng chơi overlap quá vậy. Đâu ra cái thìa cái ghép xe ẩn lửa hàng là Manzaha lửa luôn nha. Chúng ta đỡ phải lên chết. Đủ lửa luôn.
Thứ gì đợi 1, 2, 3, 4, 5, 6 đồ. Biết đâu có ra thêm cái giáp thì sao? Nó không ra giáp thì có thấy luôn Diana quỷ thư cũng được. Biết đâu bất ngờ, từ từ. Kìa kìa, mồm. Thìa. Còn mở mới đi cô ạ. Thôi ghép quỷ thư thôi chứ ghép cái gì anh em. Có Nico này. Quỷ thư nha. Đây là quỷ thư. Hay là cho Zyra quỷ thư hay hơn. Zyra hay Diana. Amumu cầm quỷ thư là ngon nhất. Nên mình sẽ cho con Zyra đi. Để tí đổi cho Amumu đồ. Ờ, nó băng xong nó giết luôn kìa. Đó, giảm hồi máu nó. Ok, giảm hồi máu đi. Bật tôi đi lên đốt. Trời ơi, giảm hồi máu không được bao nhiêu. Phải để tiền lên chết cái. Kiếm con Annie nữa. Cần một con Annie nữa. Though many try. Cần một cháu Annie nữa mới đủ. Các anh chơi về thắng nha, chắc ván này đi luôn này. Không kịp. Ola sát thủ, Kha'Zix. Thắng kìa, may thế nhờ. Vẫn thắng mọi người ơi. Một round nữa mọi người ơi. Qua round này lên được chết cũng chưa có cho sáu lửa mà được. Không có Annie nhỉ. Cần có Annie lắm luôn ấy. Chắc là gặp ông này phát đi. Gặp ông này này, nãy giờ chưa gặp này. Lâu lắm rồi chưa gặp ông này này. Đó. Không biết ăn được không. Nhưng mà ông này là thấy yếu nhất rồi. Cả ông này không ăn được thì bó tay thôi. Rồi, chí ít cũng chưa chết. Chí ít là cũng chưa chết các bạn ạ. May quá. Amumu hay Annie là lụp luôn nha, để đủ lửa nha. Amumu, ba Solari. À, cái nó đi cái vòng đấy thôi, ba Solari vậy. Nó đi cái vòng ngu quá. Thôi bán hai con này tích tiền đi. Tính có Annie nữa. Annie. Úi xồi, double Annie luôn. Ai gọi em đó, có mặt chó em đây. Hai luôn đi ba. Lên hai luôn đi chứ, đợi gì nữa. Hãy
Chà đâu. 6 lửa này. 6 lửa 3 triệu hồi 3 bóng tối. Cháy 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 cháy. Cháy 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 cháy. À cháy. Amumu 2 với chúng tôi à. Cho nó hưởng Solari cho nó chắc chắn thả được gấu đúng không? Ok luôn. Ok luôn. Ba cái Solari là mỗi con thêm 1050 máu đấy. Đều ít đâu. À đây. Đừng có top 8 mà. Ui má sinh quỷ thư kìa. Mà hình như mình đâu có sợ độc đâu anh em. Mình đâu có ngán mấy thằng độc đụng này đâu. Phá được cái siêu của tôi không? Phá được cái siêu của tôi không mà độc. Độc đối với tôi là vô nghĩa. Không có tác dụng gì hết. Rồi, đồng nhôm sắt đã chết rồi. Đồng nhôm sắt... À, không, không, không. Mà chưa ai chết à, mãi cái này. 57 chưa ai chết. 57 chưa một thằng nào chết, mãi cái cứt. Nào, ai chết đi. Chết đi nào, tí có Amumu bỏ cái này ra này. Mẹ 57 chưa thằng nào làm chết. Mãi cái... Má một cái game 5.7 rồi mà chết thằng nào chết. 6 chấm rồi mà chưa ai chết. 6 chấm con mẹ đó rồi. À giờ lên 6.1 rồi vẫn chưa ai chết. Ôi. Giờ này mà lên Zera 3 là hơi ảo ấy. Ông này không này. Một người nữa này đã quay lưng ra đi. Một phát một lên top 4 luôn này. Chết quá trời rồi. Round này là chết phải 3-4 thằng. Thằng nào chết đi. Vãi chưa nữa hả? Cái gì vậy? Ui ra ba. Ê lên thì cú ra ba đi kìa, giấu giấu nó vô. Ngon nha. Ra ba là ngon nha. Không đùa được nha. Ra ba là này. Nó lên nhiều thứ, nó mặn lắm đấy. Nó mặn lắm đấy. Giờ tôi hết yếu rồi. Bây giờ tôi hết yếu rồi. Phân thân hộ. Phân thân hộ. Dài ra 3 rồi. Top 3 luôn. Chỉ cần sống một round thôi là sống hơi bị lâu luôn đấy anh em ạ. Nó sống hơi bị lâu đấy. This mẹ còn không lên nổi có Saiyan 2 nữa. Chán đéo chịu được. Không lên nổi cái game lên. Mình không sợ thằng Ngọc, mình cũng chẳng sợ thằng độc. Có thể game này ngon, mình cũng không sợ độc lắm. Mình chỉ sợ băng, mấy băng bụng thôi. Băng bụng khôn quá thì chịu. Yay,
Diana gánh ghê lắm. Diana khỏe lắm, tôi sáu lửa mà. Tôi sáu lửa, tôi đâu có sợ ngọc đâu. Cùng lắm tôi sợ băng đi. Hai găng Sojin không? Sojin cho Zyra, nó đẻ thấy mẹ chúng nó luôn. Ông lấy hai găng đi. Tôi cho Sojin Zyra, nó đẻ thấy mẹ chúng nó luôn. Ok, hết con mẹ nó game được, con Saiyan nó vẫn còn đang một. Cả đái Saiyan một hết game. Đâu có lock được đúng không? Ok. Ôi, Olaf băng kinh quá. Ôi. À, bật được cái ulti lên là thắng rồi. Còn Olaf nó băng chết ra mình rồi. Ủa cái gì vậy?